Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật sẽ có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 24 tháng 12 nhé. Mới đây thì Piu Piu đã khiến cho dân tình bất ngờ khi đăng tải trên trang cá nhân của mình bức ảnh bàn tay của bạn gái với chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út. Và có vẻ như sau 1.5 năm hẹn hò thì Piu Piu và Hồng Nhật đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân. Piu Piu và bạn gái Hồng Nhật công khai hẹn hò vào tháng 9 năm 2019. Trang streamer này thì cũng đã từng chia sẻ về nửa kia của mình. Với bạn ấy, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Mình là người hướng đến cuộc sống và biên độ dao động của mọi sự việc trong đời phải nhỏ nhất có thể. Và bạn ấy mang lại cho mình cảm giác đúng là như thế. Ở bên nhau thì đôi khi cần bình yên là được. Những câu chuyện khác thì biết thế nào là đủ, cuộc sống mà. Không bao giờ là đủ cả. Mình bảo như vậy là đủ thì nó sẽ là đủ. Sau khi công khai hẹn hò thì cả hai đã từng đăng tải hình ảnh tình tứ hay là dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì chỉ cần họ tay trong tay đến dự đám cưới của những người bạn thân, ví dụ như là Chris Farn hay là Sam Acid, thì cũng đủ biết là hai người họ đang hạnh phúc cỡ nào rồi. Piu Piu cũng đã từng để lộ rằng anh lưu tên bạn gái trong điện thoại là Baby, tức là bé yêu. Vậy là sau đám cưới của Sam Acid thì đám cưới của Piu Piu có lẽ sẽ là đám cưới được mong chờ nhất trong thời gian sắp tới. Mới đây thì netizen đã đào lại được một video về một show truyền hình của Chipu và Trấn Thành. Trong video này thì Chipu đã có những phát ngôn khá gay gắt về anti-fan. Trong cuộc trò chuyện giữa mình và MC Trấn Thành vào tháng 11 năm 2019 vừa qua, Chipu đã rất bức xúc nói về anti-fan của mình. Nhiều khi em nghĩ là họ có vấn đề về tâm lý và thần kinh hay không đó. Vì sao họ lại đeo bám cuộc đời của em đến vậy mà họ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc tâm lý của em. Nhưng mà may thay, chắc là do cái sự bản năng của mình là một đứa khá cứng đầu. Khi đám đông nhục mạ nói im đi, đừng có hát nữa thì Chipu liền có phản ứng bất ngờ. Ồ, em lại càng muốn hát để chứng minh rằng em tin vào thực lực của mình và em biết mình đang làm gì. Rất đông ý kiến trái chiều đang hướng về phía Chipu và cho rằng cô đang đánh đồng anti-fan. Thêm vào đó, một đoạn clip Chipu hát tặng các fan trong livestream của mình cũng bị cư dân mạng đào lại. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Chipu không liên tục khuyên lời và có màn hát chúc ngủ ngon không mấy êm xuôi. Và đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội thì đã nhận về rất nhiều lượt tương tác từ phía cộng đồng mạng. Dù không biết là đoạn clip này được đào lại từ thời điểm nào nhưng mà hiện tại thì đang được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Đa số mọi người thì đều thừa nhận rằng Chipu hát chúc ngủ ngon nhưng đều chung tâm trạng là không thể ngủ được. Thậm chí một số bình luận còn khẳng định rằng nghe xong là muốn thức tới sáng luôn. Dẫu vậy thì cộng đồng mạng cũng phải công nhận rằng nét xinh đẹp của Chipu đã cứu lại tất cả. Những sự việc shipper bị bùng hàng hay bom hàng thì đã khiến cho không chỉ giới shipper mà rất nhiều người dân khi nghe những câu chuyện này đã cảm thấy rất bất bình. Và mới đây thì một shipper đã bị lừa ứng ra 2 triệu đồng để giao một chiếc đồng hồ không có giá trị. Mới đây trên diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ thêm một chiêu trò lừa đảo mới đến từ vị trí của các chủ shop để cảnh báo dành cho các tài xế xe ôm công nghệ. Cụ thể, shipper đã nhận một đơn ship COD ứng tiền trước cho chủ shop rồi thu lại từ khách hàng với trị giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi giao hàng đến thì khách không nhận do phát hiện là hàng giả. Một tài khoản có tên HL đã viết, gần Tết mấy anh xe ôm công nghệ shipper phải hết sức cẩn thận. Trưa nay đi gặp anh này bị lừa ứng 2 triệu đồng cho một cái tai nghe nhưng mang đến giao thì phát hiện ra là tai nghe giả. Người nhận không nhận, anh khóc khóc mếu máo như một đứa trẻ. Khi mà gọi cho bên gửi thì đã thuê bao. Số tiền này rất lớn với những con người mưu sinh bằng nghề này, nguy hiểm và nhiều rủi ro. Hãy cẩn thận mấy anh tài xế shipper nhé. Trong bức ảnh được chụp vội thì có thể thấy anh shipper tội nghiệp này đang ngồi bệt dưới đất, đưa tay lên để quẹt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Vì số tiền vừa bị mất khá lớn, 2 triệu đồng với mọi người là một số tiền không quá lớn nhưng với người kiếm sống từng ngày và chắt chiu từng đồng để mưu sinh thì quả là một sự xót xa. Và sau khi đăng tải thì bài viết kèm hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và chú ý từ phía cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự bức xúc với chiêu lừa đảo và lợi dụng lòng tin này mà không nghĩ đến sự khổ sở của các shipper. Chịu thật sự 2 triệu đồng không phải số tiền lớn đối với những người này nhưng là cả một số tiền đáng quý với người khác. Trời thì lạnh buốt như thế này sao không biết thương các anh các bác shipper hả trời? Chán cái xã hội lừa đảo nhau thật sự. Một tài khoản có tên là TL đã thở dài và chia sẻ lại như vậy. Cuối năm rồi, đã cả năm dịch bệnh làm ăn sa sút vậy mà còn lừa đảo nhau như thế này, buồn thay cho anh shipper kia. Một tài khoản có tên là Hoài Anh đã chia sẻ lại như vậy. Những ngày gần đây thì chủng mới của Covid-19 đã khiến cho giới chức y tế trên toàn thế giới vô cùng hoang mang khi mà biến thể này đã xuất hiện ở một số những quốc gia và vùng lãnh thổ khác.
Các hãng truyền thông quốc tế đã đưa tin vào ngày hôm nay 24 tháng 12, Singapore chính là quốc gia mới nhất ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus B117 là biến thể mới của SARS-CoV-2. Và theo như tờ Straits Times, thì người nhiễm là một nữ sinh viên 17 tuổi trở về từ Anh vào hôm 6 tháng 12 vừa qua. Tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân trên đã được cách ly và cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Vào ngày 23 tháng 12, thì Bộ trưởng Bộ Y tế Israel đã thông báo ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc biến thể của B117 tại nước này. 3 trường hợp là người vừa trở về tại Anh và đang ở trong các khách sạn quốc doanh. Tuy nhiên thì trường hợp thứ tư lại không hề ra nước ngoài. Nhiều khả năng bệnh nhân này đã bị lây từ một cá nhân chưa xác định tại Israel. Tất cả thì đã cho thấy dấu hiệu của chủng virus corona mới này có thể lây lan ở quốc gia Trung Đông này. Bộ Y tế Malaysia cũng vừa xác nhận ở quốc gia này đã xuất hiện các ca nhiễm mới biến thể của virus SARS-CoV-2 mới này được phát hiện gần đây tại Anh mà Malaysia gọi đó là A701V. Theo Bộ Y tế Malaysia thì biến thể của virus corona được tìm thấy trong số 60 mẫu thử thu thập tại các bang Sabah ở miền Bắc nước này. Trước đó thì giới chức y tế tại một số quốc gia ở châu Âu và Australia cũng đã thông báo phát hiện ra chủng virus mới này. Trong khi ở Nam Phi, giới chức y tế tin rằng chủng virus biến thể phát hiện tại đó không giống với chủng đã phát hiện tại Anh. Trong khi đó, thì các nhà nghiên cứu tại Nam Phi cũng đã tìm thấy dấu vết của một chủng virus SARS-CoV-2 mới. Họ cho rằng chủng virus có tên là 501V2 này hoàn toàn khác với loại xuất hiện tại Anh. Và tối ngày hôm qua, 23 tháng 12, thì Acer Việt Nam đã cho ra mắt mẫu ZenBook Flip Series, loạt laptop xoay gập tiên phong được trang bị màn hình OLED mỏng nhất trên thế giới. ZenBook Flip Series được ra mắt bao gồm ZenBook Flip S UX371 và ZenBook Flip 13 UX363 và cả hai thì đều có khả năng xoay gập 360 độ. Bên cạnh đó thì Acer cũng đã trang bị công nghệ màn hình OLED cho ZenBook Flip Series. OLED cũng được xem là một tính năng công nghệ nổi bật mà Acer sẽ go big phổ biến trên giải sản phẩm máy tính của mình trong năm 2021 này. Cả hai mẫu laptop thì đều được thiết kế theo xu hướng mỏng nhẹ với độ mỏng chỉ 13,9mm và trọng lượng chỉ 1,2kg đến 1,3kg và sở hữu thiết kế cao cấp được hoàn thiện một cách tỉ mỉ. Cả hai máy đều được chứng nhận Intel Evo, bộ tiêu chuẩn về hiệu năng và năng lượng tiêu thụ mang đến trải nghiệm đẳng cấp với bộ vi xử lý Intel Core i thế hệ 11 mới nhất, đồ họa Intel Iris Xe kết hợp với RAM lên đến 16GB và 1TB SSD PCIe 3.0. Chiếc ZenBook Flip S UX371 sẽ được lên kệ với mức giá khởi điểm là 39.990.000 đồng và ZenBook Flip 13 UX363 với giá khởi điểm từ khoảng 25.990.000 đồng. Tết Tân Sửu 2021 thì đang đến rất gần rồi và những người con xa quê thì hẳn là đang rất là mong ngóng ngày được trở về đoàn tụ bên gia đình của mình. Và mới đây thì một đoạn clip đã ghi lại cảnh cả nhà đã cùng nhau rưng rưng khi con gái đi du học trở về. Theo đó thì một nữ du học sinh đang theo học tại Nhật Bản lẳng lặng về nhà mà không thông báo gì với bố mẹ cả. Rồi đến khi bước vào nhà và đi xuống bếp thì cảm xúc của cả cô gái và người mẹ dường như đã vỡ òa. Người mẹ đang thái hành và chuẩn bị nấu bánh Tết để đón năm mới đúng ngày 29 Tết. Và khi nghe thấy tiếng nói thân thuộc và thân thương văng vẳng từ trên phòng khách, người mẹ đã chồm người lên và nhìn thấy con gái đã lâu không gặp. Với gương mặt đầy sự bất ngờ, người mẹ đã lập tức đứng dậy và ôm choàng con gái vào lòng. Cả hai mẹ con đã đều không thể ngăn lại được những giọt nước mắt của mình. Nhưng mà hành động của người bố thì lại khiến cho cư dân mạng chú ý hơn. Khi nghe thấy tiếng con gái, người bố cũng đã lật đật vào bếp, gương mặt toát lên niềm hạnh phúc vì thấy con xa nhà đã lâu, nay lại được về nhà ăn Tết. Tuy rất muốn dành cho con gái một cái ôm, nhưng vì đôi khi tay chân vẫn đang dang dở công việc, sợ vấy bẩn lên con gái của mình nên ông đã lẳng lặng chỉ đứng một góc và nhìn hai mẹ con. Clip này sau khi được đăng tải thì đã thu về hơn 5 triệu lượt xem chỉ trong vòng 2 ngày và hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cư dân mạng thì ai cũng rất đồng cảm với bố mẹ của nhân vật trong đoạn clip này. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật và không thể bỏ qua có trong ngày hôm nay 24 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.